Kính chào các bác nha. Hôm nay các anh sẽ mang tới cho các bác một sản phẩm rất là tuyệt vời. Đó là sản phẩm nồi cơm điện. Nồi cơm điện tử và kèm theo khả năng là nồi áp suất các bác nhé. Intelligent là thông minh các bạn. Kèm theo chức năng như nồi áp suất thì chúng ta sẽ có nhiều điều hay ho về nó. Đây, ra đây mở hộp cho các bác nhé. Hộp xốp đóng gói rất cẩn thận các bác nhé. Sản phẩm này giá là 550.000, chưa bao gồm phí ship thôi nhé. Ship hàng trên mọi miền tổ quốc. Tiền ship thì nó vào khoảng vài chục đấy, nhưng mà chắc phải 60-70.000 đấy. Này, một nồi cơm áp suất rất là đẹp luôn. Với chế độ đóng kín tạo áp suất, này chúng ta đóng kín đây, tạo áp suất thì chúng ta có thể kết hợp nấu cơm, kết hợp với luộc, nhiều thứ. Trong đó có những thứ rất là cứng đầu lâu chín thì chúng ta nhờ tới áp suất mà nó rất là nhanh chín. Áp suất có nghĩa là khi mà cái hơi nước nó được tạo ra ấy, nó sẽ được giữ kín ở bên trong, cho nên là tạo cho thức ăn chín rất là nhanh, mau nhừ. Chúng ta có thể luộc gà, nấu cháo đủ các kiểu luôn các bác nhé. Ở đây này có các chế độ, đây này rất nhiều chế độ. Các bác chú ý khi đóng mở này, đây là mặt trước các bác nhé, thì các bác để ý cho em rằng là đây đóng mở hay nó ở cái khe này này, đấy, ở cái chỗ phát này này, chúng ta đặt đúng vị trí này, chúng ta vặn nó vào đấy là nó đóng luôn. Khi mở ra các bác lưu ý là khi mở ra thì các bác xì hết hơi ở đây nhá, các bác ấn nghiêng như này là hơi nó ra, nó xì ra các bác nhá, xì hết hơi thì các bác mới được mở, chứ không là chưa xì hết hơi các bác mở ra nó tung tóe luôn, rất là nguy hiểm. Đây anh ta mở đấy, rất tuyệt vời. Đây là phía bên trong nhá, đây là cái ruột này đấy, ruột của cơm này 5 lít các bác nhá. Giá sản phẩm là 550.000 chưa bao gồm phí ship. Đây, nó khác với cái nồi cơm bình thường là nó có cái khuôn bên trong này này, nó giữ cái vùng này vững chắc để nó giữ áp suất ở bên trong này. Đấy, rất là tuyệt vời nha. Giá chỉ 550.000. Các bác có ngay một nồi cơm áp suất tuyệt vời. Rồi, khi cắm điện vào nó sẽ nháy nháy này các bác nhé. Các bác dùng chế độ nào thì các bác bấm vào nút đấy, bấm nút tắt đây các bác nhé. Này, đấy, nó nháy nháy một lúc là nó sẽ bật sơn lên này, kêu tách một cái. Đấy, bật sơn này, nó tắt đi. Rất nhiều chế độ các bác nhé. Nồi cơm áp suất chỉ 550.000, ship hàng toàn quốc, chưa bao gồm phí ship. Các bác mua hàng các bác vui lòng đặt cọc trước 50.000 và cả gạo viettel các bác nhé. Các bác gọi số máy nhân viên là 0964867866, nhắn tin Zalo số đó cũng được. Các bác gọi một cuộc thì chưa được gọi hai cuộc, tại vì là số người gọi rất là nhiều cho nên là các bác chịu khó một chút, các bác nhắn tin cũng được. Các bạn có thể truy cập fanpage Facebook Đồ Gia Dụng Gia Gốc, có hiện ở trên video các bác nhé. Bác hãy đăng ký kênh Con Anh 866 này, góc phải màn hình này, bấm hình quả chuông để theo dõi những video sản phẩm mới nhất mà cửa hàng đưa lên. Cửa hàng chuyên cung cấp những sản phẩm mà giá rất hợp lý nhưng mà rất hữu ích cho cuộc sống.
xin cảm ơn các bác nha.